chúng ta sẽ cùng lên lớp với huấn luyện viên Nhung Trần của Thái Bình, một khoảng cách địa lý rất xa mà đã trực tiếp về tới với khóa đào tạo huấn luyện viên Aerobic chuyên nghiệp ngày hôm nay. Huấn luyện viên Nguyễn Dịu của Mộc Châu, Sơn La cũng hơn 200 km để tới được với lớp học. Huấn luyện viên Phương Hoa của Thường Tín, Hà Nội và Khánh Hằng của Mê Linh, Hà Nội. Và hãy cổ vũ cho các huấn luyện viên tương lai tuyệt vời của chúng ta nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu bài Giật Bụng ngày hôm nay. Let's go! What?
Cùng Oanh trên kênh YouTube Oanh Nguyễn. Để mua đồ tập, dụng cụ tập luyện, các sản phẩm dinh dưỡng lành mạnh, hãy inbox fanpage Oanh Nguyễn, fanpage Emmy Fan hoặc số hotline 0916
20947. Bạn có mong muốn trở thành huấn luyện viên Aerobic chuyên nghiệp, trainer Oanh Nguyễn liên tục tuyển sinh khóa đào tạo huấn luyện viên chuyên nghiệp online toàn quốc. Một điều rất tự hào là Oanh đã có hàng chục học viên khắp toàn quốc ra nghề sau khóa đào tạo và đang rất thành công. Bạn đã tập hoặc thấy một huấn luyện viên nào đó trên YouTube, rất có thể đó là học trò của Oanh. Oanh rất sẵn sàng được đồng hành và huấn luyện bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký để không bỏ sót bất cứ video nào nhé.